Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Cặp Đồ ngày hôm nay Hôm nay đó là trưa ngày Chủ Nhật ở Hoa Kỳ các bạn Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi Và hiện bây giờ đó Thuần vẫn còn đang uống cà phê Cho nên các bạn nào mà thức dậy ở Việt Nam xem video này đó thì Good morning, và như nào ở Hoa Kỳ đó thì hi uh, hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và trong video này đó cũng như là mỗi Chủ nhật chúng sẽ cùng nhau chia sẻ những cái thông tin nổi bật trong tuần này với các bạn Chúng ta cần phải để ý đến những cái tin tức gì, những sự kiện gì trong tuần này Và chúng ta cũng có khá nhiều những sự kiện nữa các bạn Chúng ta có sự kiện liên quan đến Chủ tịch Gary Gensler sẽ đến Hạ viện trong tuần này các bạn Chúng ta cũng có thông tin liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát PCE Và ngày hôm nay đây cũng có những cái thông tin nó cũng khá là giật gân các bạn liên quan đến sàn up Bích. về việc là sàn này đó họ đã nhận vào khoảng chừng là 3 tỷ 4 đô la những cái token Aptos giả thì thường sẽ chia sẻ thêm những chi tiết và cũng như là mỗi chủ nhật đó, chúng ta sẽ cùng nhau để mà chia sẻ về cái danh mục đầu tư demo DCA cùng với các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá cho tuần này và thuận cũng đã update cái danh mục đầu tư à, thuận sẽ chia sẻ với các bạn một số những chi tiết trong video này một lát nữa nhưng mà đầu tiên hết á, thì chúng ta thấy là bây giờ đương nhiên là không có những cái tài liệu liên quan đến chứng khoán Hoa Kỳ. Tại bây giờ đó thị trường futures vẫn chưa có mở cửa. Nhưng mà về bitcoin đó thì chúng ta thấy được là hồi sáng này đó thì giảm nhẹ một chút các bạn. Cả cuối tuần này đã cũng khá là im lặng khoảng chừng là 26.500 đô. Thì ngay thời điểm này các bạn thấy là giá cũng cỡ đó 26.500 đô. Thì nói chung đó hồi sáng này chúng ta đã thấy là có thời gian ngắn giá của bitcoin xuống khoảng chừng là 26.300 thì cũng không có gì gọi là quá khác biệt đâu các bạn. Chúng ta vẫn xoay quanh mức là khoảng 26.000 đô và đối với lại cả thì crypto đây thì theo Crypto Bubbles Chúng ta thấy được là có xanh có đỏ chúng ta cũng có một số những đồng cũng khá là xanh Nhưng mà chúng ta thấy là phần lớn thì chúng ta nhìn thấy là có màu đỏ nhiều hơn Nhưng mà cũng không gì có gì đặc biệt ngày hôm nay đâu Chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa giảm 0.3% Có nghĩa là chúng ta vẫn xoay quanh cái mức là khoảng 1.1 nghìn tỷ các bạn BTC thì không thay đổi nhiều xuống 0.3% so với ngày hôm qua Ether thì cũng không thay đổi các bạn Nói chung đó về mặt giá cả thì cũng không gì nổi bật cho cuối tuần này Nhưng mà về mặt tin tức đó, thì chúng ta có một số những cái tin tức nổi bật tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết thì chúng ta đã thấy là chúng ta chỉ còn khoảng chừng là 6 ngày nữa thôi sẽ kết thúc tháng 9 này và đây là cái tài liệu tính theo tháng đến từ coin class các bạn và chúng ta cũng đang nhìn thấy à, là tháng 9 cái cột này september thì đây là một cột mà phần lớn những năm chúng ta đều thấy là màu đỏ hết các bạn rất hiếm khi nào mà chúng ta thấy là cái tháng 9 lại là một tháng mà có màu xanh xuất hiện chúng ta có thể thấy được là trong lịch sử của Bitcoin đó tính từ năm 2013 tới bây giờ chỉ có 2 năm mà thôi tháng 9 là một màu xanh đó chính là hồi năm 2015 và năm 2016 nhưng mà cũng không phải là xanh nhiều lắm các bạn còn lại ra toàn là màu đỏ nhưng mà chúng ta chỉ còn 6 ngày đời kết thúc đó nhưng mà ngay bây giờ các bạn thấy được là BTC à, vẫn có cái sự tăng trưởng nhẹ là 2.8% thì 6 ngày nữa đó các bạn nghĩ là kết thúc Tháng 9 này sẽ xanh hay là đỏ? Các bạn có thể comment bên dưới Khi mà chúng ta mới bắt đầu bước vào tháng 9 á, thì đây là một tháng mà thường mọi người nói là wow lại tháng 9 nữa à, Một tháng mà rất là nhiều màu đỏ các bạn nhưng mà mới đây thôi chúng ta đã gần như kết thúc tháng 9 rồi Và tháng 10 đây là một tháng mà theo lịch sử các bạn thấy được là rất là xanh Cho nên tháng 10 và tháng 11, tháng 12 đã thường là những tháng mà nó lạc quan hơn Tôi nhớ là mới đây thôi giống như là ngày hôm qua thì các bạn chúng ta vừa nói tới là bước vào năm 2023 này đó Chúng ta sẽ thấy khả năng năm nay sẽ như là năm 2019 và cho tới bây giờ điều đó vẫn đúng các bạn Nhưng mà chưa gì hết tới chúng ta đã bắt đầu nói tới là tháng 10, tháng 1, tháng 12 là hết một năm rồi các bạn Thời gian thật sự rất là nhanh luôn, con Thuận cũng đã một tuổi rồi, 4 ngày nữa là đã sinh nhật con Thuận rồi các bạn à, Mới đây thôi đó Thuận vừa chia sẻ là nói vừa ra đời, bây giờ đó đã một tuổi rồi À, và bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để nói tới một số những cái thông tin đi thì cuối tuần này đó chúng ta thấy có một cái thông tin được chia sẻ từ ngân hàng JP Morgan các bạn và ngân hàng JP Morgan đó, họ ước tính là giá dầu hợp đồng dầu có thể lên tới 150 đô các bạn 150 đô là con số rất là cao luôn trong khi mà hiện bây giờ đó nếu chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu hiện tại đó chỉ ở mức là 90 đô mà thôi và khi chúng ta nhìn vào lịch sử của hợp đồng dầu đó chúng ta trở lại 5 năm đi thì trong vòng 5 năm qua chúng ta cũng chưa từng thấy cái mức giá là 150 đô cho một thùng dầu các bạn Ngay cái thời điểm mà lạm phát cực kỳ cao đó, giá dầu tăng mạnh Chúng ta ảnh hưởng đến từ những cái chiến tranh Thì chúng ta cũng thấy được là giá dầu đó, hợp đồng lúc đó là 120 đô Chứ nói chi tới 150 đô các bạn Và trở về lịch sử đó chúng ta thấy giá dầu ở cái mức cao 140 đô là hồi tháng 3 năm 2008 rồi không biết tại sao mà chi mô Morgan nghĩ là giá dầu có thể lên tới 150 đô và đương nhiên giá dầu mà tăng ở tới mức đó đó thì làm phát sẽ cao gỡ hào các bạn và ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ. Nhưng mà một điều thuận muốn các bạn nhớ là giá dầu hiện bây giờ mức là 90 đô đó đã có sự nhúng tay vào bởi cả hai bên các bạn, một bên chính là chính phủ Hoa Kỳ và một bên chính là cái nhóm OPEC Plus. Chính phủ Hoa Kỳ đó ở bên chính quyền của tổng thống Joe Biden thì đương nhiên là muốn giá dầu ở cái mức thấp tại vì đương nhiên không ai muốn làm phát tiếp tục tăng nữa các bạn. Nhưng mà ngược lại đó bên những quốc gia trong cái khối OPEC Plus ấy, thì họ liên tục cắt giảm cái sản lượng dầu nghĩa là họ sản xuất ít hơn là họ có thể để giữ giá dầu và bây giờ ra hai bên dàn co trong vòng nửa năm qua ra các bạn thấy giá dầu cũng đâu đó từ khoảng chừng 70 đô tới 90 đô 70 đô là cái mức thấp và 90 đô là cái mức cao bây giờ chúng ta đang ở mức cao là 90 đô nhưng mà các bạn nên nhớ là cái nhóm OPEC Plus á, họ chỉ muốn giá dầu ở mức là khoảng 100 đô Đó là cái mức mà họ nghĩ là cần thiết để có thể là có lợi nhuận và tiếp tục hoạt động quốc gia của họ Và có cái thu nhập cần thiết Nhưng mà nếu như mà giá dầu mà lên thành 100 đô đó thì các bạn nghĩ đi Những quốc gia như là nước Nga, như là Saudi Arabia, những quốc gia còn lại đó Thì họ sẽ bắt đầu tung thêm dầu lên thị trường à, Thì sẽ có áp lực với giá dầu các bạn Cho nên khả năng lên 150 đô đó đối với Thuận thì dựa theo lịch sử đó rất khó xảy ra ngoại trừ chúng ta có một cái gì đó đó mà không ai ngờ đến mà thôi có thể có chiến tranh có thể là một hiện tượng thiên nga à đen nào đó Làm sao chúng ta biết được để gọi là thiên nga à đen rồi Nếu biết trước thì đâu gọi là thiên nga à đen đâu các bạn Nhưng mà nếu như mà giá dầu lên tới mức này đó, Thì không những là các bạn đổ xăng nó tăng lên rất là cao Mà thậm chí tất cả hàng hóa đều tăng lên Và chúng ta cũng đã biết là giá dầu ảnh hưởng tới rất nhiều thứ Ảnh hưởng tới là sản xuất và ảnh hưởng tới di chuyển hàng hóa các bạn à, Các bạn nên hiểu là di chuyển hàng hóa bằng đường hải hay là bằng đường không đó Thì cần phải dùng xăng dầu và sẽ ảnh hưởng đến cái mức giá mặt hàng khi mà bán lên trên thị trường cho nên là không nghĩ là nhiều người muốn thấy giá dầu ở mức này đâu nhưng mà đây là cái thông tin cũng được nói tới nhiều trong cuối tuần này cho nên tôi cũng dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Ngoài chuyện điều này ra đó thì các bạn thấy được là tuần này chúng ta lại sẽ tiếp tục nghe nói tới nhiều thông tin liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ có tạm ngưng hoạt động hay là không Tại vì cái chính sách chi tiêu à, thì vẫn chưa được thông qua các bạn, đây vẫn là một sự giằng co Và nếu như mà không có chính sách chi tiêu được thông qua đó thì có thể là ngưng hoạt động vào ngày 1 tháng 10 Có nghĩa là không có chính sách thì làm sao có thể trả lương cho nhân viên làm việc cho chính phủ được các bạn Và điều này cũng đã từng xảy ra rồi chứ không phải là chưa đâu Các bạn đã nhớ là thường đã chia sẻ là thời của cựu tổng thống Donald Trump cũng đã

Chính phủ Hoa Kỳ tạm ngưng hoạt động một thời gian và đương nhiên bây giờ đó, thì người ta nói nếu như mà xảy ra chuyện đó có thể ảnh hưởng đến lạm phát các bạn. Cho nên không ai muốn đâu nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa có nghe cái thông tin là hai đảng đã thực sự đồng ý với một cái chi tiêu nào. Nhưng mà đây sẽ là một cái thông tin thường sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn. Ngoài chưa điều đó ra đó thì trong tuần này chúng ta cũng có một số những sự kiện lớn các bạn và thường cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội những sự kiện lớn đó chúng ta cần phải quan tâm đến tuần này là thứ ba chúng ta sẽ có có thông tin về giá nhà đến từ Case Home Price Index. Đây là cái thống kê giá nhà cho 20 thành phố lớn ở Hoa Kỳ mà thôi chứ không phải là tất cả nhưng mà nó cũng ít nhiều gì chúng ta thấy được là xu hướng nhà ở Hoa Kỳ bây giờ ra sao và Thuận cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Các bạn chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ mà Thuận không nghĩ là nhiều người có kinh nghiệm đâu. Chúng ta đã thấy được là lãi suất tăng lên theo lý thuyết trước đây đó lãi suất tăng giá nhà sẽ giảm tại vì lãi suất tăng lên người ta sẽ mượn được ít tiền hơn khi mà người ta mượn tiền sẽ khó khăn hơn cho nên vì lý do đó đó giá nhà phải giảm xuống tại vì cái nhu cầu mua nhà sẽ giảm xuống nhưng mà ngược lại chúng ta thấy là chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ cực kỳ thú vị luôn các bạn nói chung đó, nhiều người cũng không ngờ đến là bây giờ lại suất tăng giá nhà hoa kỳ lại tăng nữa chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ mà phần đông người khó có thể mua được nhà tại vì lãi suất cao, giá nhà lại cao và giá nhà cao tại vì người ta không muốn bán nhà các bạn tại vì bán rồi họ phải đi mua căn khác với lãi suất cao cho nên họ thà là ở nguyên một chỗ cho nên Thuận không biết kết quả sẽ ra sao Thuận chỉ biết được đó là cái lúc mà Thuận bắt đầu là cho mướn nhà đó các bạn nhớ là căn nhà cũ Thuận cũng cho mướn khoan trên cái tay hơn một tháng thì lúc mà Thuận bắt đầu cho mướn nhà đó thì cái căn nhà đối diện Thuận nó cũng đăng lên cho mướn và căn nhà đó đăng lên cho mướn trong thời gian ngắn thôi đã có 37 đơn gửi đến để xin mướn nhà các bạn Lý do tại sao mà có nhiều người đang muốn mướn nhà tại Cali hiện tại Tại vì người ta có thể là không mua được nhà Cho nên cái nhu cầu mướn nhà đã tăng lên rất là nhiều Và đối với nhà của Thuận thì Thuận cho bạn mướn Cho nên cũng không cần phải đi tìm kiếm người Nhưng mà nói chung thì bây giờ nhu cầu mướn nhà vẫn rất là cao Kế đó thứ ba đó cũng ngày đó chúng ta sẽ có lời phát biểu đến từ thống đốc của Fed Đó chính là thống đốc Bowman và thứ tư đó, một ngày sau đó chúng ta sẽ có thông tin đến từ chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ dự buổi điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện các bạn đã nhớ là lần cuối cùng là cách đây khoảng chừng nửa năm khi mà chủ tịch SEC Gary Gensler đến ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện thì cũng đã có nhiều cái clip thú vị lúc đó các bạn thấy là đã bị hạch hỏi rất nhiều liên quan đến crypto liên quan đến tại sao SEC đã đàn áp thị trường này liên quan tới chủ tịch Gensler nghĩ gì về Ethereum những cái clip thú vị đó, đó chúng ta cũng hy vọng sẽ có thêm trong tuần này và khi mà có thì sẽ cố gắng chia sẻ ở trên Twitter với các bạn và các bạn có nói biết là chủ tịch của ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện là Patrick Henry là một người mà không ưa chủ tịch Gensler à, và là một người mà cực kỳ ủng hộ crypto và chúng ta có những người như là dân biểu Tom cũng cực kỳ ủng hộ luôn nói chung đó tuần này sẽ là một tuần mà khá thú vị khi mà chủ tịch Gensler đến hạ viện thứ năm chúng ta sẽ có cái lời phát biểu đến từ thống đốc Fed là thống đốc Cook sẽ phát biểu và kế đó chúng ta cũng sẽ có chủ tịch Fed John Powell sẽ phát biểu trong thứ năm tuần này và ngày thứ sáu đó chúng ta sẽ có cái thông tin lớn đó chính là chỉ số phần trăm lạm phát PCE sẽ được công bố trong thứ sáu tuần này các bạn và đây là những cái sự kiện lớn mà chúng ta sẽ cùng nhau quan sát và chia sẻ ở trong tuần này và kế đó đó thì chúng ta cũng thấy là ngày hôm nay có một cái thông tin cũng khá là giật gân đến từ sàn Upbit các bạn và đây là thông tin liên quan đến token Aptos và thực ra cũng không phải là liên quan trực tiếp đâu Chi tiết hơn đó là sàn giao dịch Upbit họ đã phát hiện ra là có tổng cộng là khoảng 3,4 tỷ đô la như là 3 tỷ 4 đô la token Aptos giả được gửi lên trên sàn. Điều này đó ảnh hưởng đến khoảng chừng 100.000 tài khoản các bạn. Cái số lượng tài khoản bị ảnh hưởng đó không hề nhỏ. Và những cái tài khoản này đó đang lưu trữ token Aptos và lý do tại sao chuyện này xảy ra đó tại vì hệ thống của Upbit không kiểm tra đúng loại đồng được chuyển nhầm dẫn đến xử lý tất cả những token giả này những đồng giả này đã thậm chí không phải là thuộc về hệ sinh thái của Aptos luôn các bạn đó là một cái đồng hoàn toàn khác thì đây là một điều mà khiến cho nhiều người cũng khá là bất ngờ tại sao là một sàn như là Upbit ấy, lại không có kiểm tra đúng loại đồng trước khi mà cập nhật số dư các bạn có nghĩ đi các bạn gửi một đồng Bitcoin giả được tạo lên mạng lưới của Ethereum rồi các bạn cứ nghĩ đi sàn Coinbase hay là sàn Binance lại chấp nhận đó là Bitcoin thật thì các bạn nghĩ sao đó là sự kiện xảy ra ở trên sàn Upbit Điều mà Thuận chưa hiểu bây giờ đó là cái thiệt hại là bao nhiêu Tại vì cái thông tin mới nhất Thuận nhận được cái tay 2 giờ đó thì không có để rõ ràng Chỉ để là Upbit Họ đã ra quyết định là tạm ngưng gửi và rút đồng Aptos để mà xử lý vấn đề này. Tin căn bản đó, nếu như mà cái số lượng token giả này gửi lên trên sàn mà vẫn chưa có khá sao như là họ vẫn chưa có rút về tiền được hay là đổi ra đồng khác thì thiệt hại cũng không có đâu các bạn. Nhưng mà thùng cũng chưa rõ. Nhưng mà nào mà biết thêm thông tin đó, thì có thể chia sẻ bên dưới. Đây là cái tài liệu mới nhất thu nhận được cái lúc mà thùng làm cái video này. Và đối với thông tin này đó đương nhiên là nhiều người cũng xôn xao trên Twitter Họ cảm thấy là bất đồng tin với sàn Upbit Nhưng mà đối với lại hệ thống Aptos thì cũng không ảnh hưởng gì các bạn Thậm chí ngay bây giờ đó chúng ta thấy là trong vòng 24 giờ qua Đồng Aptos thì vẫn tăng 3.4% thì cũng hợp lý thôi Tại vì những token này là token giả và chỉ có thể thông qua được Tại vì sàn Upbit không kiểm tra đúng lời đồng mà thôi Chứ còn đối với là những hệ thống khác đó thì có thể sẽ không thông qua được Cho nên đây không phải là cái token giả được tạo ra trên mạng lưới của Aptos Đây chỉ là bộ sự bất cẩn đến sàn Upbit và đây là một cái sàn à, đến từ Hàn Quốc các bạn một sàn cũng hoạt động lâu năm rồi và tôi cũng chia sẻ một cái câu hỏi với các bạn ở trên những mạng xã hội nếu nhưng mà tôi cũng share, chia sẻ cái câu hỏi này ở trên Youtube các bạn có thể comment bên dưới cảm nghĩ của mình à, đây là một câu hỏi các bạn một người đàn ông đã thành công ăn cắp được 100 đô la tiền mặt từ quầy thu ngân của siêu thị, sau đó ông này quay lại rồi mua 70 đô la hàng hóa dùng 100 đô trả tiền rồi được thối lại là 30 đô vậy thì siêu thị đã mất bao nhiêu tiền? Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới. Thường cảm thấy cái câu hỏi này cũng khá thú vị các bạn, đây là một cái quan điểm về tính toán và tiền và cái quan điểm lời lỗ. Và nếu như bạn là một trader mà bạn không có quan điểm lời lỗ rõ ràng đó thì sẽ khá là nguy hiểm, cho nên thường cũng muốn chia sẻ để xem coi các bạn nghĩ sao. Các bạn nghĩ đáp án là gì? Chúng ta cũng có một cái thông tin chính là liên quan đến mạng lưới base của Coinbase các bạn. Đây là mạng lưới tầng hai của Ethereum được tạo ra bởi sàn Coinbase và hiện bây giờ đó TVL có nghĩa là cái số lượng tiền lóc lợi ở trên mạng lưới này đó đã cao hơn cả mạng lưới của Solana. Chúng ta nhìn thấy được là thống kê mới nhất từ DeFi Lama là chúng ta có 340 triệu đô la đa đang lóc lợi ở trên mạng lưới của Base, trong khi mà Solana đã là 314 triệu các bạn. Và trên mạng lưới Base gần đây chúng ta thấy được là có hai cái ứng dụng đang được nhiều người sử dụng. Thứ nhất chính là Air và thứ nhì chính là friend.tech các bạn thôi cả cá hai thuận cũng chưa có sử dụng friend of tech lẫn dùng mạng xã hội mà hiện bây giờ đang rất là nổi trên Twitter và tôi cũng chưa có thời gian để mà thử nghiệm nhưng mà nào mà thử nghiệm thì có thể comment bên dưới cảm nghĩ của bạn và thứ nhì là Aerodrome. đây là một cái sàn giao dịch phi tập trung ở trên mạng lưới của Base nói chung đó thì chúng ta thấy được là base thì họ có khá là nhiều tài nguyên cho nên về việc khi mà bắt đầu phát hành hệ thống Base sẽ được nhiều quan tâm đến là chuyện hiển nhiên rồi và cũng có một cái thông tin khác nữa thông tin này đó là đến từ Venezuela các bạn và có một cái cuộc đột kích tại nhà tù Tocoron ở Venezuela và cảnh sát đã tịch thu không những là họ tịch thu rất là nhiều những cái vũ khí mà họ còn tịch thu được những cái máy đào Bitcoin các bạn Và đây là một cái sự kiện diễn ra vào ngày 20 tháng 9 như là cách đây khoảng chừng 4 ngày Và có sự tham gia của 11.000 binh sĩ các bạn, con số cực kỳ lớn luôn Và lý do tại sao đó, tại vì thân hiểu là nhà tù này đó thậm chí là bị quản lý bởi những băng đảng các bạn, các bạn nghĩ đi Nhà tù là nơi mà các bạn nhốt lại những người mà phạm pháp mà trong khi nhà tù này được quản lý bởi những băng đảng Các bạn có thể thấy được là tình hình của Venezuela như thế nào rồi Và khi mà đột kích vào đó thì không những là họ tìm thấy nhiều cái vũ khí nguy hiểm mà họ tìm thấy được là những cái máy đào Đương nhiên đây cái hình minh họa thôi các bạn Theo uh, thuận hiểu đó là cái số lên máy đào tuyệt thu thì nó có một cái video được chia sẻ bởi Javier Bastardo Để chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn để các bạn thấy được là những máy đào nó nhìn ra sao thế tôi hiểu đây là bên trong của nhà tù rồi các bạn và đây là nơi mà họ phát hiện ra những cái máy đào bình khôi đây là những cái mà họ tịch thu được và bên đây là cái giàn đào nè các bạn các bạn thấy được là nó cũng khá là ồn ào <laughs> cũng khá là thú vị à, chúng ta không biết tại sao lại có cái dàn đào này ở đó không biết là những người mà cai ngục trước đó họ đã dùng điện miễn phí để mà đào bitcoin để mà có lợi nhuận rồi sau đó nhà tù này bị ban đảng quản lý và họ tiếp tục đào hay là những cái nhóm ban đảng này đó họ mua máy đào để mà đào cái đó chúng ta không có rõ điều mà chúng ta biết đó là đào bitcoin ở venezuela là một cái gì đó có thể giúp đỡ cho người dân có thể kiếm được tiền các bạn tại vì Venezuela là một quốc gia chúng ta nói tới khá là nhiều cũng đang bị siêu lạm phát chúng ta cũng đã nhớ đó là Venezuela họ đã cấm sử dụng khôi, theo thường nhớ là họ cũng cấm đào luôn nếu bị bắt sẽ bị phạt rất là nặng vì lý do là họ muốn tất cả đều sử dụng một cái đồng gọi là Petro các bạn đồng Petro này là một cái đồng tiền kỹ thuật số được phát hành bởi Venezuela vào năm 2017 đáng tiếc là tới bây giờ đó cũng không có ai sử dụng đồng này hết các bạn à, thậm chí đó ở Venezuela là họ nói là tất cả những ai mà muốn giống như là siêu việc vụ của nhà nước đó nhưng như các bạn muốn làm passport hay là bất cứ văn bản gì nhà nước Hay là các bạn muốn mua vé máy bay để mà bay quốc tế đó thì phải dùng đồng petrol này Chứ còn căn bản nó cũng không có nhu cầu sử dụng đâu Tại vì đến cuối cùng đó mọi người vẫn lo lắng về việc lạm phát các bạn Ở Venezuela hiện bây giờ đó chúng ta đã nhìn thấy được là tính đến tháng 7 của năm nay Phần trăm lạm phát là 398% các bạn dựa theo trading economics và chúng ta được là một tháng trước đó là 404% là các bạn nghĩ đi phần trăm lạm phát ba trăm mấy bốn trăm phần trăm khi mà chúng ta thấy người ta lãnh lương đó người ta phải nhanh chóng chạy ra để mà mua hàng hóa à, tại vì họ sợ là nếu không mua đó tuần sau hàng hóa lại lên giá tại vì tiền mức giá quá nhanh luôn à, chúng ta thấy được là những cái sự kiện như là người ta giống như là cân ký tiền luôn các bạn ở venezuela cho chúng ta thấy được tiền mức giá cỡ nào và trong những quốc gia như thế này đó thì các bạn nghĩ đi cái nào giao động nhiều hơn bitcoin hay là tiền pháp định thì nhiều người đó khi người ta nói tới là bitcoin không thể sử dụng làm phương tiện thanh toán hay là bất cứ crypto nào tại vì lý do là cái giá dao động quá nhiều nhưng mà các bạn nghĩ là giá dao động bitcoin nhiều hay là tiền pháp định của Venezuela là nhiều hơn và cũng có một số người họ nói là tại sao người dân của Venezuela là không chuyển qua dùng đồng đô la thu thì không sống ở đó các bạn nhưng mà tôi nghĩ là tiếp cận đồng đô la đó có thể cực kỳ khó và cái giá của đồng đô la đó cũng sẽ dao động ở trên thị trường chợ đen rất là nhiều à, cho nên các bạn thấy được là trong những trường hợp như thế này đó bitcoin là một cái gì đó mà người dân có thể là sử dụng lưu trữ rất là có giá trị đối với họ cho nên mỗi khi mà các bạn thấy là ai đó đó đứng lên nói là bitcoin đó không có giá trị gì hết hay là bitcoin không giải quyết được bất cứ vấn đề thực tế nào hết thì cái mà họ quên nói đó là những chữ sau cùng là bitcoin không có giá trị gì đối với tôi hay là bitcoin không giải quyết được vấn đề gì cho tôi đó là những gì mà họ quên nói các bạn Tại vì họ chỉ nghĩ đến bản thân của họ Và họ nghĩ đến là họ đang sống trong một cái môi trường như thế nào Thì điều đó cũng đúng các bạn Giống như là nhiều người đó nói về Warren Buffett Tại sao mà không thích Bitcoin Thì ông nghĩ Bitcoin không có giá trị Thì đối với một tỷ phú sống ở Hoa Kỳ Không phải quan tâm đến uh, siêu lạm phát hay bất cứ những vấn đề nào khác Thì đương nhiên đối với ông Bitcoin chẳng có giá trị gì hết nhưng mà đối với nhiều người Bitcoin rất là khó giá trị. Và Thuận sẽ dành cái phần này của video đó để trước hết cùng nhau chia sẻ cái danh mục đầu tư của Thuận tại vì mỗi khoảng chừng 2 tuần thì sẽ chia sẻ một lần để các bạn nắm bắt được tình hình của danh mục đầu tư của Thuận. Lý do đó các bạn cũng đã biết rồi, Thuận chia sẻ thông tin hàng ngày, Thuận nói về nhiều dự án khác nhau thì khi mà Thuận chia sẻ đó thì các bạn cũng nên hiểu là Thuận đang lưu trữ những đồng nào rõ ràng hơn và đây cũng là một lý do tại sao thuận bắt đầu kênh này các bạn tại vì thuận muốn chia sẻ quá trình đầu tư của mình để các bạn có thể thấy được quá trình nó như thế nào chứ có một ngày nào đó thường nói với các bạn là thuận chốt lời thì các bạn sẽ nói là ồ thu mua khi nào mà bây giờ lại chốt lời hay là thuận tiếp tục thu mua thì tiền ở đâu thuận thu mua và hiện bây giờ đó danh mục đầu tư của thuận là bao nhiêu phần trăm crypto tất cả những cái đó Thuận đều công khai ở trên trang web Thuận Capital để các bạn theo dõi mà thôi chủ yếu là có thêm một thông tin để các bạn có một cách nhìn khi mà Thuận chia sẻ thông tin hàng ngày và các bạn đã thấy được đây là cái thông tin mới nhất khi mà nói tới danh mục đầu tư crypto của Thuận và chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì cái phần trăm cũng không có thay đổi nhiều các bạn Bitcoin thì vẫn chiếm 67.8% của tổng danh mục đầu tư của Thuận cái đó đó lớn thứ nhì đó chính là Ethereum là 21.9% Bitcoin và Ethereum các bạn đã thấy là chiếm rất nhiều phần trăm trong nhà đầu tư của Thuận gần như là 90% trên đầu tư của Thuận là Bitcoin và Ether rồi. Những đồng khác chỉ là một phần nhỏ mà thôi các bạn. Bitcoin là lớn nhất, cái đó là Ether. Kế đó nữa là BNB là khoảng 4.9%, thường cũng lưu trữ một phần Cardano là 1.8% các bạn và XRP 1.7% tương tự như là Cardano. Kế đó là chúng ta có những đồng nhỏ hơn thì thường zoom vào các bạn thấy là chúng ta có Matic 0.3%, Doge 0.6%, Solana 0.5% và một số những đồng nhỏ khác à, không tới 1% các bạn là 0.6% mà thôi. Nói chung đó, thì danh mục đầu tư của Thùng cũng không có thay đổi nhiều à, Từ đầu tháng tới, tới bây giờ Lần cuối cùng Thùng chia sẻ là ngày 2 tháng 9 Tới bây giờ là cũng khoảng chừng là 22 ngày là 3 tuần rồi các bạn Cũng không có nhiều sự thay đổi Và đương nhiên một đồng mà các bạn thấy Thuận lưu trữ Cũng không nghĩa là các bạn nên lưu trữ Và một đồng mà Thùng không có lưu trữ Cũng không nghĩa là đồng đó là không tốt các bạn Chỉ đơn giản là Thuận có thời gian giới hạn và tài nguyên giới hạn cho nên Thuận chỉ lựa chọn lưu trữ những đồng này mà thôi đây chỉ là một cái thông tin chia sẻ chứ không phải là một lời khuyên đầu tư hay gì hết và đối với lại tổng giá đầu tư đó thì các bạn đã nhìn thấy được là crypto bây giờ vẫn chiếm phần lớn nhất là 54.79% của tài sản của thuận nằm ở trong crypto hiện tại. Kế đó đó là các bạn thấy bất động sản là chiếm 32.83%, tiền mặt thuận lưu trữ bây giờ là khoảng 7.7% và cổ phiếu đó thuận lưu trữ là khoảng 4.6% cái tiền mà thuận dùng để mà trung bình giá hàng tuần đó là phần lớn đến từ tiền thuận đi làm các bạn thuận vẫn đang làm công việc công ty hiện tại và kênh thuận capital cũng có thu nhập và đó là tiền mà thuận dùng để mà tiếp tục trung bình giá hàng tuần và trong vòng khoảng chừng 3 tuần qua đó thì thuận vẫn tiếp tục trung bình giá ethereum và xrp lý do tại sao mà thuận không trung bình giá những đồng còn lại đó nhất là bitcoin tại vì các bạn đã nhớ là sau cái sự kiện của ngân hàng svb lúc đó đó thì đồng ổn định USDC bị mất PEG và thùng đã quyết định là đổi hết đồng USDC thời điểm đó qua bitcoin và sau đó thùng cũng đã bán một phần để mà cân bằng lợi các bạn nhưng mà trên căn bản đó, cái số limit bitcoin hiện bây giờ đối với Thuận đã tạm đủ rồi nhưng mà thùng muốn có thêm Ethereum và XRP cho nên thùng chú tâm chung mình giá hơn rồi sau đó mới chung mình giá với đồng còn lại đó là lý do các bạn và đây là cái tài liệu mới nhất Uh, danh mục đầu tư của thuận thường muốn cập nhật với các bạn và nên nhớ đó thuận thì uh, luôn tuân theo những quy định các bạn nhìn thấy trên màn hình. À, thứ nhất là đừng tin ai hết các bạn Trên mạng có nhiều thông tin giả Có nhiều khi đó các bạn đừng nói tới là gặp người xấu Các bạn gặp người tốt Họ thật sự là muốn giúp các bạn Nhưng mà cũng chưa chắc như gì họ nói là đúng Cho nên đừng tin ai hết Và đương nhiên nó đi song song với các bạn Nên tự tìm hiểu các bạn Năm nay đây là năm 2023 rồi Hồi mà Thuận mới bắt đầu tham gia vào năm 2016 Đó cuối năm đó các bạn hầu như là không có nhiều thông tin Không có nhiều những cái youtube channel hay là podcast đâu đừng nói tới được tiếng Việt, tiếng Anh còn hiếm nữa và để tìm một người nào đó để nói chuyện về crypto đó thì càng hiếm hơn. Nhưng mà bây giờ đó đã trôi qua bao nhiêu năm rồi các bạn. Hiện giờ đang có rất nhiều những thông tin và miễn phí luôn, cho nên từ tìm hiểu đó đối với thùng bây giờ dễ hơn bao giờ hết. Từ giữ crypto lý do tại sao thì cũng không cần phải nói nhiều rồi các bạn. Những sự kiện xảy ra năm ngoái các bạn cũng đã hiểu. Nhớ chúc lời các bạn. Nếu các bạn không chúc lời, người khác sẽ chúc lời giùm các bạn phân bổ vốn cực kỳ quan trọng. Các bạn không muốn để tất cả vào một giỏ và các bạn cũng không muốn là lưu trữ quá nhiều đồng bao nhiêu đồng là hợp lý đó thì tùy theo mỗi người tùy theo vị thế và tùy theo thời gian các bạn muốn đầu tư bên thị trường này nhưng mà phân bổ vốn đó là một trong những cách để cho các bạn có thể giảm đi rủi ro bản thân thuận đó không những là phân bổ vốn ở trong thị trường crypto này mà còn phân bổ vốn trong tổng tài sản và đương nhiên mỗi người sẽ có mỗi cái vị thế khác nhau và có thời gian đầu tư khác nhau và quan điểm về chấp nhận rủi ro khác nhau cho nên không ai có thể cho các bạn biết được các bạn cần phải phân bổ vốn như thế nào bản thân các bạn phải tự thử nghiệm để có thể biết được và không vay mượn đầu tư đã căng thẳng rồi các bạn các bạn mà vay mượn đầu tư đó thì cái độ căng thẳng nó càng cao hơn nữa và sẽ dẫn đến nhiều sai lầm và zoom out đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh này và phần cuối video đó Thuận sẽ cùng các bạn cùng nhau để mà trung bình giá cái account demo Thuận và các bạn đã tạo ra vào tháng 4 của năm ngoái Các bạn đã nhớ là lúc chúng ta bắt đầu đó dành cho mà nào mà mới đến kênh Thì chúng ta đã bắt đầu trung bình giá vào Bitcoin và Ethereum Và đây là cái account demo thôi để mà thử nghiệm các bạn Tại vì đó Thuận muốn cùng nhau làm cái gì đó để các bạn thấy được kết quả trung bình giá ra sao Và chúng ta đã bắt đầu trung bình giá Bitcoin vào ngày 4 tháng 4 của năm ngoái Lúc đó giá Bitcoin là 46.600 đô Và Ethereum đó, lúc đó là 3.514 đô Và mỗi tuần đó chúng ta cùng nhau trung bình giá 100 đô vào Bitcoin và Ethereum Và ngay bây giờ đó đương nhiên các bạn thấy được là giá bây giờ à, thấp nhiều so với giá chúng ta bắt đầu Nhưng mà account này thì bây giờ đó vẫn đang có lại là 4.83% Và các bạn nghĩ khi mà giá cả hồi phục lại đỉnh cũ đó thì phần trăm này sẽ là bao nhiêu chứ đừng nói tới là nếu như các bạn kỳ vọng là giá cả sẽ gấp đôi đỉnh cũ thì cái phần trăm nó sẽ cao như thế nào đó là kết quả của trung bình giá các bạn đó là kết quả của đầu tư dài hạn và ngay cả khi các bạn bắt đầu từ cái mức cao đó cho tới bây giờ các bạn vẫn thấy được là vẫn đang có lãi thì hôm nay đó cũng như là mỗi tuần chúng ta sẽ cùng nhau để mà trung bình giá 100 đô bitcoin và 100 đô ethereum thì chúng ta hãy bắt đầu với bitcoin trước đi thì Thuân sẽ trở về trang đầu và add transaction bây giờ là 26.490 thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.0038 Bitcoin thôi các bạn tại vì giá bây giờ đã cao so với đầu năm rồi và một trong những cái các bạn nhận ra được đó là trung bình giá nó sẽ có kết quả tốt khi các bạn trung bình giá những thời điểm downtrend chứ không phải là uptrend các bạn trung bình giá hiệu quả nhất là lúc downtrend À, tại vì lúc mà giá tăng đó, cùng một số tiền các bạn chỉ mua được một số lượng Bitcoin nhỏ hơn mà thôi. Thì chúng ta bây giờ hãy bấm Submit. Thì chúng ta hãy được là đây là kết quả của chung bình giá tuần này ngày 24 tháng 9. Và cũng tương tự Ethereum 100 đô đó thì bây giờ là 1590 thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.063. Ethereum thôi, Thuận sẽ bấm submit các bạn Và đây là coi như chúng ta đã chung mình giá Bitcoin và ethereum cho tuần này và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitgate Binance và một số những dịch vụ khác cho các bạn nhìn trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch đó thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.